Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Claudio. Các bác thân mến thì ngày hôm nay trở lại với chuyên mục giới thiệu những cái cặp loa nghe nhạc thì em Quỳnh muốn lên cho các bác một cặp loa đến từ thương hiệu JBL với cái model là L100. Và con này là L100 trơn nha các bác nha. Thì có thể nói qua một chút là riêng con L100 trơn này nó có thể gọi là đàn em của con L100 Century. Nhưng mà về mặt hình thức cũng như là về mặt chất lượng âm thanh thì hai con này phải nói là 1910. Và nếu bác nào mình phải thực sự là có một cái độ cảm âm rất là tốt thì các bác mới có thể thấy được cái sự khác biệt giữa hai con này. Còn không thì nếu mà bác nào mình không quá khó tính thì đây là một trong những sản phẩm em nghĩ là các bác nên thử. Bởi vì là về cái giá thành của con L100 trơn thì nó thấp hơn con L100 Century rất là nhiều. Bởi vì là sao? Bởi vì là con L100 Century thì mọi người tìm kiếm tạo cho nó cái độ khan hiếm, cho nên là cái giá của nó được độ lên. Còn nếu bác nào mình muốn trải nghiệm chất âm tương tự như là L100 Century thì các bác có thể là sử dụng con này với cái mức giá mềm hơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cái cặp loa L100 trơn này có những cái đặc điểm cũng như là cái tính năng gì thì em Quỳnh mời các bác cùng theo dõi ngay sau đây. Em sẽ đi vào chi tiết và quay lại cái tình trạng của cặp loa hiện tại ở bên cửa hàng Claudio như nào cho các bác cùng xem nhé. Các bác thân mến thì trước mắt các bác đây em đang trưng bày cho các bác xem chính là cặp loa JBL với cái model là L100 trơn. Thì như em cũng đã nói, đây là một trong những cái model tức là đàn em của L100 Century. Nhưng mà về cái chất lượng thì thực sự là cái chất âm của nó khá là tương đồng, không hề kém cạnh một chút nào so với những cái sản phẩm L100 Century. Và với cái mức giá thì sẽ mềm hơn L100 Century. Thì các bác nào mà mình muốn sở hữu một cặp loa tức là vừa tiền mà cái chất âm nó tương đồng thì đây là một trong những cái sự lựa chọn mà em nghĩ là các bác nên trải nghiệm, nên sử dụng. Vì thực chất thì về cái phiên bản L100 Century là cái phiên bản mà hãng JBL họ kỷ niệm 100 năm. Cho nên là về cái giá thành cũng như là về cái chất lượng, tức là mọi người cũng sẽ tìm kiếm cái sản phẩm nó nhiều hơn, cho nên là nó giá nó sẽ chênh hơn một chút. Cho nên là bác nào mà mình muốn mức độ vừa tiền mà cái chất lượng không hề kém một chút nào thì đây là một trong những sản phẩm rất là ok nha các bác nha. Thì về em báo qua một chút về cái kích thước của con này có cái chiều cao là khoảng 60 cm, chiều ngang sẽ là tầm khoảng là 37 cm và chiều sâu khoảng 34. Cân nặng mỗi thùng loa là 25 kg. Đó, thì đây là một trong những cái cặp loa khá là đẹp. Hiện tại thì cửa hàng của Claudio về được một cặp này thôi. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Từ cái thiết kế, các bác có thể nhìn qua cái thiết kế này. Đó, bên ngoài có một cái lớp e căng màu nâu nữa thì chắc bác cũng khá là quen thuộc. Về cái hình thức con này nó khá giống con L100 Century, cái phiên bản xéo hàng nha các bác nhé. Đó, về cái hình thức này, đây em quay gần cho các bác xem về cái hình thức con này. Đó, ở bên ngoài vỏ thùng thì được làm gỗ lạng rất là đẹp. Đây, gỗ này các bác nhìn này, rất là chắc chắn đẹp, không có điểm trừ luôn các bác nhé. Đây, sờ đẹp nguyên bản. Đó, về hình thức rất là đẹp luôn, như này, không có điểm gì để chê hết. Đó, em quay các bác xem này. Còn về cái thiết kế driver thì con lại có một cái thiết sở hữu một bát 30. Đấy, màng giấy gần xếp vải tẩm dầu. Đấy, như các bác nhìn thấy này, gần màng giấy thì bao giờ cái chất âm bát của nó sẽ rất là chân thật. Đó. Và riêng về những cái dòng loa của Mỹ thì bao giờ cái chất âm của nó, cái bát của nó cũng sẽ sâu hơn rất là nhiều. Nó khỏe hơn những cái dòng khác so với dòng hãng của các cái sản phẩm của đến từ những cái đất nước Nhật. Đó, riêng về dòng châu Âu của Mỹ thì nó sẽ có cái âm bát nó khác biệt một chút như thế. Các bác có thể chơi những bản nhạc có tiết tấu nhanh rất là hay. Đó, phía trên có một loa chung. Loa chung đường kính 12,5 cm và một loa chép. Đó, loa chép thì có đường kính khá là nhỏ, khoảng 3,6 cm. Đó, thì về cơ bản là về cái hình thức thì con này nó chỉ khác một chút so với con L100 Century. Đó là ở cái khác một chút thôi các bác ạ. Còn về cái tem này, cái tem này thì không có chữ Century đây thôi, L100. Đó, và có cái tinh chỉnh thì cũng về cơ bản là khá là giống. Hai cái lỗ thông hơi ở hai đằng trước như thế này, ở hai bên như thế này các bác nhé. Đó, thì về cơ bản con này cái thông số nó cũng khá giống với con L100 Century, khá là giống, có trở kháng là 8 ohm. Về riêng cái dòng này thì các bác nên phối hợp kết hợp với những cái sản phẩm âm ly như là những cái dòng Lukman chẳng hạn, hoặc là Acufe, những cái dòng nó có công suất vừa thôi, bởi vì thực chất là con này nó có độ nhạy khá là cao. Cho nên là các bác khi mà mình phối ghép những cái
âm ly thì các bác nên sử dụng những cái âm ly có cái công suất nó vừa phải, thì con này kết hợp vào rất là tuyệt vời, rất là hay đó. Và hiện tại thì cái sản phẩm này bên cửa hàng em báo giá với các bác là 25 triệu đồng đó, một cái mức giá rất là đẹp. Em quay mặt sau cho các bác xem này, về cái mặt sau của con này đó, mặt sau con này nhá, hai cái đầu, hai cái cầu dẫn tín hiệu vào này. Về mặt cơ bản con này nhà đằng sau chỉ như này thôi các bác nhé. Đó, hình thức bên ngoài bên trong vẫn còn đẹp, rất là đẹp. Đấy, và bên em cũng có là bác nào mà muốn xem chi tiết nội thất bên trong thì các bác có thể là liên hệ số Zalo để bên em sẽ gửi chụp hình cho các bác xem về cái nội thất bên trong. Và những cái bản test của cặp loa này trên kênh Audio cũng có rất là nhiều rồi. Các bác muốn nghe về cái chất âm thì các bác có thể lên kênh và đánh đúng cái tên, tức là đánh L100 trơn thì các bác sẽ nghe được những cái bản test. Còn về cái sản phẩm thì bên cửa hàng em bao zin cho các bác nhé. Và chỉ có những dòng sản phẩm L100 series thì thường là người ta sẽ có những chỗ, có những người họ sẽ thay thế, tức là họ sẽ thay thế những cái các cái phụ kiện cũng như là những cái mạch phân tần ở bên trong của con L100 trơn sang L100 Century. Đó các bác ạ. Nếu mà bác nào mình không tinh, mình mua sản phẩm mình không tinh thì có thể là các bác sẽ bị tráo đổi cái đó mà các bác không biết. Còn nếu các bác đã mua L100 trơn rồi thì chắc chắn là chỉ cần bao zin cho các bác thôi. Những cái sản phẩm bao zin chưa thay thế, chưa gì cả là các bác sử dụng đã ok lắm rồi. Nếu mà mình không quá là cần cái giống như kiểu là cần thương hiệu mua thêm tiền để đổi tiền để mua cái sản phẩm kỷ niệm 100 năm thành lập hãng thương hiệu thì về cái chất âm thì con này nghe quá tuyệt vời rồi các bác ạ. Với mức giá là 25 triệu. Đó, bao zin bao đẹp cho các bác. Sản phẩm từ A đến Z vẫn còn chỉnh chu. Đó, tất cả những cái nhu cầu mua sắm tư vấn phối ghép thì có thể liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại trên tấm biển xanh. Đó, thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình. Và bác nào mình muốn sửa chữa thiết bị audio thì các bác có thể liên hệ đến số điện thoại của kỹ thuật viên Quang Vị ở bên dưới. Đó. Vậy là vừa rồi em cũng nói qua cho các bác về cái các cái thông số cũng như là về cái kích thước cũng như là về cái tình trạng hiện tại của cặp loa này như thế nào. Đó, bác nào ưng thì các bác triển khai, bác gọi điện ngay để quất em này nhá. Con này thực sự là nghe rất là hay đấy. Một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đó, chỉ cần nhấc máy lên alo. Và hiện tại bên em còn một cặp này duy nhất thôi. Nên là các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ ngay nhé. Em rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video clip này. Hẹn các bác trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.